câu lạc bộ bóng đá Stumgras của Áo thì đang muốn có sự phục vụ của một cầu thủ người Việt. Thì hôm nay chém gió chủ đề là nước Áo nói tiếng gì. Thì nước Áo là một quốc gia ở Trung Âu, giáp với cả Hungary này, Cộng hòa Séc, Đức, Ý, Thụy Sĩ, Liechtenstein, Slovakia, Slovenia, với thủ đô là Viên, trong tiếng Anh hay trong tiếng Việt mình gọi là Viên, Viên đấy. Thì nước Áo nói tiếng gì? Thì nước Áo thì thực ra thì người ta dùng cái phương ngữ Bavaria của người Đức đấy, thì là tiếng Đức là ngôn ngữ chính thức của Áo. Ở bên cạnh đó sẽ có những ngôn ngữ nữa là Hungary hay là Slovenia, Slovakia đấy. Thì là một cái điểm thú vị nước Áo là rất nhiều người nhầm là Hitler lại sinh ra ở Đức, nhưng mà Hitler một người nổi tiếng, rất nổi tiếng ấy, trong chiến tranh thế giới thứ hai thì lại sinh ra ở Áo, Áo chị nhá, và nước Áo nói tiếng Đức đấy. Nó có một nước Áo thì có một cái lịch sử rất là lâu đời với cái nước Đức, hàng xóm, tức là lịch sử văn hóa rất là lâu đời.